và miền Bắc thì cũng đã nóng lên rồi. Và dự báo là thời tiết ngày hôm nay sẽ diễn biến như thế nào vậy hả chị Lan Chi? Và ngày hôm nay thì cả miền Bắc và miền Trung đều có xu hướng tăng nhiệt ạ, nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Thế còn với Tây Nguyên và Nam Bộ thì lại mưa dông diện rộng về chiều tối. Dạ vâng, như vậy là mưa dông thì vẫn tiếp diễn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Quý vị cần lưu ý là khi mà mưa dông thì rất là dễ kèm theo gió giật mạnh và gây nguy hiểm. Và tại Bắc Bộ cũng như là Trung Bộ thì lại bắt đầu một đợt nắng nóng mới đó ạ. Dạ vâng, đúng là như vậy. Bản thân trong ngày hôm nay thôi sẽ nắng nóng mở rộng ra khắp Bắc Bộ và cả Trung Bộ nữa. Và dự báo nắng nóng này sẽ xảy ra từ Bắc Bộ cho đến thậm chí Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ và độ ẩm thấp nhất là khoảng từ 45 đến 60%. Trong những ngày nắng nóng vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Và không chỉ vùng núi của miền Trung mà ngay cả ở phía Nam chiều tối cũng có mưa dông mạnh. Thế nhưng mà đáng chú ý là ban ngày thì lại vẫn nắng mạnh và nóng. Thời tiết thì có sự thay đổi liên tục thất thường, hết mưa lại đến nắng. Dạ vâng, và khi điều kiện thời tiết cũng như là nhiệt độ thường xuyên thay đổi, nóng lạnh hay là nắng mưa thất thường thì dẫn đến gia tăng nguy cơ mắc bệnh liệt mặt ngoại biên, thường gọi là liệt dây thần kinh số 7. Vâng, và chỉ trong vòng một tháng trở lại đây thôi, tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 3 đã tiếp nhận hơn 30 bệnh nhân đến khám cho tình trạng liệt nửa mặt, méo miệng. Theo các bác sĩ, nếu được điều trị đúng cách kịp thời, bệnh nhân bị liệt mặt ngoại biên có thể phục hồi đến 80%. Liệt mặt ngoại biên thường có dấu hiệu không rõ ràng nên nhiều người lầm tưởng đây chỉ là triệu chứng bình thường. Bác sĩ khuyến cáo người dân tránh ngủ trực tiếp dưới quạt gió, máy lạnh và luôn giữ ấm cơ thể. Có khả năng hồi phục. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng phụ, những cái biến chứng hoặc là những cái di chứng. Ví dụ như là khi mà người ta bị bệnh á, thì người ta sẽ không có nhắm mắt được, thì họ không có biết cách bảo vệ thì họ có thể bị viêm giác mạc, loét giác mạc, hoặc là những cái trường hợp mà bị đồng động. Đồng động có nghĩa là ví dụ như mình cười ở đây thì mình nhếch mép á, thì con mắt họ sẽ giật theo, hoặc là những cái trường hợp mà họ bị máy giật cơ, tức là co giật cơ liên tục á. Rồi và những cái có thể những cái trường hợp như là chảy nước mắt cá sấu.